Em chào các bác nhá. Hôm nay em tiếp tục chạy con máy này cho bác ở trên Gia Lai. Đây là con máy 3,5 kg, là con máy to nhất của nhà em. Đấy thì đây là thanh một thanh vòng bi em với duỗi nhé. Đây là vòng bi gốc của nó này. Đấy, đây em duỗi thẳng ở để em đánh cho nó nhanh, đỡ mất cái công phải duỗi. Đây thì bây giờ em sẽ đo thông số cho các bác xem nhé. Đây vòng này dày 1,5 phân này. Đấy, đoạn này nó dày 1,5 phân, đoạn giữa của nó là 1 phân nhé. Với em đánh để chỗ cặp kìm thì bây giờ em cho vào lửa em đánh xem cái độ da thép của nó như nào nhé. Thì em mời các bác xem hết video của em nhé. Chưa đánh nhá. Đây thép vòng bi rất là rắn các bạn. Đây em đánh ra, bây giờ em đo lại cho các bác xem. Cái này nó chỉ xuống còn khoảng 2,5 ly, 3 ly thôi. Đấy các bác nhìn em giạt này. Cái độ ra sát rất là mạnh luôn. Cái này đánh dao thì rất là nhanh nhá. Khi mà bổ ra mà đánh dao ấy. Điện dùng điện một pha thôi nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ cho vào một đỏ nữa để em đánh da mỏng cho các bác xem. Sắt rất là mạnh luôn các bạn. Hai đỏ đấy nhá. Hai đỏ từ một miếng dày 1,5 mà nó dạt ra rất là mỏng luôn. Nó chỉ xuống còn khoảng 1,5 ly thôi. Đi rất 2 ly thôi. Cái này đánh ra mỏng rất là nhanh. Đấy. Cái vòng mi nếu mà cho các bác đánh tay thì để ra được sắt như này thì đánh ra mất rất là nhiều đỏ luôn. Em làm vòng bi trước em đánh thủ công, đánh tay thủ co ấy thì rất là mệt, chắc cũng không dám nhận. Đấy. Thì đây là toàn bộ con máy 3,5 kg nhà em nhé. Vừa nãy em cũng test chạy thử đánh theo vòng bi cho các bác xem rồi. Quả búa rất là to, rất là vĩ đại. Dùng điện một pha 220, điện dân dụng nhé các bác nhé, motor 3,5 kg. Búa nặng hơn 30 cân. Đấy. Thì quả này với em dùng là dùng quả búa dẹt. Còn quả búa bằng này thì tí nữa em sẽ quay một video để đánh xà beng. Thì em sẽ quay đánh cái phi 35 này, trục phi 35 này để đánh xà beng nhá.
Thì bác nào có nhu cầu muốn tham khảo về máy và muốn mua máy thì liên hệ Zalo cho nhà em nhé. Em ghim số điện thoại Zalo ở trên phần màn hình nhé. Em chào các bác nhé.